Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn khoa học lớp 4 trang 34 trang 38 sách Chân Trời Sáng Tạo, chủ đề 2 năng lượng. Thì ở chủ đề 2 này chúng ta sẽ học các bài. Bài 8 là nguồn sáng và sự truyền ánh sáng, bài 9 là ánh sáng với đời sống, bài 10 âm thanh, bài 11 âm thanh trong đời sống, bài 12 nhiệt độ và nhiệt kế, bài 13 sự truyền nhiệt và vật dẫn nhiệt, 14 là ôn tập chủ đề năng lượng. Bài 8 nguồn sáng và sự truyền ánh sáng. Thì trong bài học này các em sẽ tìm hiểu về vật phát sáng và vật được chiếu sáng, vật cho ánh sáng truyền qua và vật cản ánh sáng, sự truyền thẳng của ánh sáng và bóng của vật. Khởi động, em có nhận xét gì về cái đường đi của ánh sáng trong hình 1? Em quan sát hình 1 thì chúng ta thấy ánh sáng ở đây. Như vậy chúng ta có nhận xét gì về cái đường đi của ánh sáng này? Thì chúng ta thấy đường đi của ánh sáng trong hình 1 là các đường thẳng. Như vậy đường đi của ánh sáng trong hình 1 là các đường thẳng. Số 1 nhỏ, vật phát sáng và vật được chiếu sáng. Các em quan sát trong hình 2A. Bạn An có nhìn thấy rõ mọi vật trong phòng không? Để thấy rõ mọi vật trong phòng thì bạn An cần phải làm gì? Vì sao? Như vậy chúng ta thấy ở hình A. Trong hình 2A thì bạn An sẽ không nhìn thấy rõ mọi vật ở trong phòng. Bạn An phải bật đèn mới có thể thấy rõ được mọi vật trong phòng, bởi ta chỉ có thể nhìn thấy mọi đồ vật dưới ánh sáng. Rồi tiếp theo, chúng ta có thể thấy rõ cảnh vật trong hình 3A hay 3B. Vì sao? Như vậy ở hình 3A thì chúng ta không thể thấy rõ được cảnh vật. Rồi hình 3B thì chúng ta có thể thấy rõ được cảnh vật, bởi trong hình 3B này được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời nên có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh vật. Rồi nếu gọi vật phát ra ánh sáng là vật phát sáng hay nguồn sáng, và vật nhận ánh sáng chiếu đến là vật được chiếu sáng, thì trong các hình 2B, 3B, vật nào là vật phát sáng, vật nào là vật được chiếu sáng? Như vậy các em quan sát hình 2B và 3B thì các em cho biết là vật nào là vật phát sáng. Nếu mà gọi vật phát sáng, nếu gọi vật phát ra ánh sáng là vật phát sáng hay nguồn sáng, và vật nhận ánh sáng chiếu đến là vật được chiếu sáng, thì trong các hình 2B và 3B thì vật chiếu sáng và vật được chiếu sáng là. Ở hình 2B thì các em thấy vật chiếu sáng ở đây là bóng đèn. Còn vật được chiếu sáng đó là đồ vật ở trong nhà thì có bàn nè, bình hoa nè, rồi tranh nè, tranh ảnh nè, rồi tranh ảnh, bàn, ghế, rèm. Thì chúng ta thấy là đây là những cái vật được chiếu sáng, còn vật chiếu sáng đó là bóng đèn. Rồi hình 3B, vật chiếu sáng là những cái vật nào? Vật chiếu sáng ở đây là mặt trời. Còn vật được chiếu sáng đó là cái khung cảnh làng quê, được gồm có là ruộng lúa nè, ngôi nhà nè, cây cối, núi đồi, rồi vân vân rất là nhiều. Như vậy vật chiếu sáng ở đây là mặt trời, vật được chiếu sáng là ruộng lúa, ngôi nhà, cây cối. Rồi tiếp theo, tìm một số ví dụ về nguồn sáng trong tự nhiên. Tìm một số nguồn sáng trong tự nhiên như là mặt trời, tia chớp, vân vân. Như vậy, trong hình 2A, bạn An không nhìn thấy rõ mọi vật trong phòng. Bạn An phải bật đèn mới có thể thấy rõ được mọi vật trong phòng, bởi ta chỉ có thể nhìn thấy mọi đồ vật dưới ánh sáng.
Chúng ta có thể thấy rõ được cảnh vật ở hình 3B bởi vì trong hình 3B được chiếu sáng bởi ánh sáng của mặt trời nên có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh vật. Nếu gọi vật phát ra ánh sáng là vật chiếu, vật phát sáng hay nguồn sáng, và vật nhận ánh sáng chiếu đến là vật được chiếu sáng, thì trong các hình 2B và 3B, vật chiếu sáng và vật được chiếu sáng là: hình 2B, vật chiếu sáng là bóng đèn, vật được chiếu sáng ở đây là bàn, ghế, bình hoa, tranh ảnh, tức là những cái đồ vật trong nhà. Rồi hình 3B, vật chiếu sáng là mặt trời, vật được chiếu sáng là khung cảnh làng quê, gồm có ruộng lúa, này, ngôi nhà, cây, cối, v.v. Rồi một số nguồn sáng trong tự nhiên như là mặt trời, tia chớp. Tiếp theo luyện tập cùng thảo luận, hãy kể tên một số vật phát sáng và vật được chiếu sáng trong lớp học của em và chia sẻ với bạn. Như vậy chúng ta hãy quan sát lớp mình để chúng ta kể những cái vật phát sáng và vật được chiếu sáng. Ví dụ như vật phát sáng là bóng đèn điện, mặt trời nè. Vật được chiếu sáng như là bàn, ghế, sách vở, tranh ảnh, bình hoa, bảng, v.v. Tiếp theo hai nhỏ, vật cho ánh sáng truyền qua và vật cản ánh sáng. Khám phá, ánh sáng sẽ truyền qua được cuốn sách hay là tấm kính trong. Hãy đề xuất cách thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng dự đoán của em. Thì ở đây khi mà chúng ta dùng cái tấm kính trắng ở cái trước cái đèn pin thì em sẽ thấy ánh sáng chiếu thẳng từ đèn pin xuyên qua tấm kính xuống mặt bàn. Rồi tiếp theo thí nghiệm, chuẩn bị một tấm kính trong, một cuốn sách, một đèn pin. Thì ở trên chúng ta đã dự đoán như vậy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm. Chuẩn bị là một cái tấm kính trong, một cuốn sách. Thì khi mà ở hình 4A, khi mà chúng ta chiếu đèn pin thì dùng cái tấm kính trắng là trước cái đèn pin này thì sẽ thấy ánh sáng được chiếu thẳng từ đèn pin xuyên qua tấm kính xuống mặt bàn. Rồi lần lượt chúng ta sẽ thay cái tấm kính bằng cái cuốn sách trắng ở trước đèn pin hình 4B. Thì như vậy khi dùng tấm kính trắng trước đèn pin thì chúng ta thấy trên mặt bàn, thấy gì trên mặt bàn? Thì chúng ta sẽ thấy ánh sáng xuyên được qua tấm kính ở trên mặt bàn. Còn khi dùng cuốn sách trắng trước đèn pin thì em thấy ánh sáng không xuyên qua được cuốn sách mà bị chặn lại, không chiếu lên được mặt bàn nữa. Rồi, kết luận được gì về sự truyền của ánh sáng qua tấm kính và qua cuốn sách? Thì từ cái thí nghiệm trên thì chúng ta rút ra được cái kết luận về sự truyền của ánh sáng là: ánh sáng có thể truyền qua được tấm kính thủy tinh nhưng không thể truyền qua được những cái vật cản ánh sáng như là cuốn sách. Như vậy, các em sẽ trả lời lần lượt là: khi dùng tấm kính trắng trước đèn pin thì em thấy ánh sáng được chiếu thẳng từ đèn pin xuyên qua tấm kính xuống mặt bàn. Khi dùng cuốn sách trắng trước đèn pin thì em sẽ thấy ánh sáng không xuyên qua được cuốn sách mà bị chặn lại, không chiếu được lên mặt bàn nữa. Từ đó em rút ra được kết luận về sự truyền của ánh sáng là: ánh sáng có thể truyền qua được tấm kính thủy tinh nhưng không thể truyền qua được những vật cản ánh sáng như là cuốn sách. Rồi luyện tập cùng thảo luận, hoàn thành bản theo gợi ý dưới đây và chia sẻ với các bạn. Thì các em sẽ hoàn thành bản dưới đây. Thì học sinh
các em có thể là chúng ta sẽ dựa vào gợi ý nè. Đồ vật hoặc chất, bức tường gạch cho ánh sáng truyền qua thì bức tường gạch không cho ánh sáng truyền qua, cản ánh sáng có. Rồi kính trong cho ánh sáng truyền qua không? Kính trong thì cho ánh sáng truyền qua nên là có cho ánh sáng truyền qua, cản ánh sáng không. Rồi nước trong có cho ánh sáng truyền qua không? Có. Rồi có cản ánh sáng không? Không. Tiếp theo mảnh gỗ cho ánh sáng truyền qua không? Có. Không cho ánh sáng truyền qua. Rồi có ánh sáng, cản ánh sáng không? Có. Như vậy chúng ta sẽ hoàn thành bảng bức tường gạch không cho ánh sáng truyền qua, có cản ánh sáng. Rồi kính trong có cho ánh sáng truyền qua, không cản ánh sáng. Nước trong có cho ánh sáng truyền qua, không cản ánh sáng. Mảnh gỗ không cho ánh sáng truyền qua, có cản ánh sáng. Rồi, câu tiếp theo, vì sao ta có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời vào những đêm bầu trời trong và không có mây? Thì ta có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời vào những đêm bầu trời trong và không có mây vì không khí cho ánh sáng truyền qua. Câu tiếp theo, vì sao vào ban ngày mặc dù trời sáng nhưng đôi khi ta không nhìn thấy mặt trời? Thì vào ban ngày mặc dù mặt trời sáng nhưng đôi khi ta không nhìn thấy mặt trời bởi ánh sáng mặt trời bị cản bởi những đám mây. Tiếp theo, vận dụng đố em, rèm cửa thường được dùng để làm gì? Bể nuôi cá cảnh thường được làm bằng gì? Vì sao? Thì rèm cửa thường được làm bằng vải. Vải là chất liệu không cho ánh sáng truyền qua nên giúp che bớt ánh sáng. Còn bể nuôi cá thường được làm bằng kính trong suốt chịu lực để cung cấp ánh sáng cho cá ở bên trong bể để mọi người có thể quan sát cá. Ghi nhớ, ta nhìn thấy được một vật khi vật này phát sáng hoặc là được chiếu sáng. Mặt trời, bóng đèn, ngọn lửa của nến, đèn cầy là các vật phát sáng. Vật được chiếu sáng khi nhận được ánh sáng chiếu đến. Ánh sáng truyền qua được những chất trong suốt như là thủy tinh, nước trong, không khí sạch. Những vật cản ánh sáng như là bức tường gạch, mảnh gỗ không cho ánh sáng truyền qua. Tiếp theo, số 3 nhỏ, sự truyền thẳng của ánh sáng. Thí nghiệm, chuẩn bị 3 tấm bìa kích thước khoảng bằng cuốn vở có khoét lỗ tròn ở giữa, đất nặng, đèn pin, một sợi dây mềm. Các em thực hiện giống như hình 5, tức là chúng ta sẽ chuẩn bị 3 tấm bìa kích thước khoảng bằng cuốn sách có khoét lỗ tròn ở giữa nè. Rồi, chúng ta đặt 3 tấm bìa thẳng đứng trên đất nặng này, chúng ta đặt thẳng đứng, căng dây xuyên qua 3 lỗ tròn, sao cho 3 cái lỗ tròn này cùng nằm trên một đường thẳng. Rồi chúng ta sẽ dùng đèn pin chiếu sáng bìa vào cái tấm bìa phía trước để có vệt sáng trên tường hình sáo này. Rồi kéo cái tấm bìa ở giữa lệch sang một bên. Thảo luận, vì sao khi 3 lỗ tròn thẳng hàng thì ta có cái vệt sáng ở trên tường? Vì sao không thấy vệt sáng trên tường khi cái tấm bìa ở giữa bị lệch qua một bên? Có thể kết luận gì về đường truyền của ánh sáng? Thì các em quan sát hình, chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy được cái vệt sáng ở trên tường này là bởi vì ánh sáng nó sẽ truyền theo đường thẳng,
tức là ta thấy có vật sáng trên tường khi mà ba cái lỗ tròn này thẳng hàng với nhau, thì ánh sáng nó sẽ truyền theo cái đường thẳng này, truyền theo cái lỗ này nó, thì chúng ta sẽ thấy được cái vật sáng ở trên tường. Còn mà nếu chúng ta cái tấm bìa ở giữa này nó bị lệch qua một bên thì ánh sáng sẽ bị cản bởi cái tấm bìa này, ánh sáng nó không có chiếu vào cái lỗ tròn này, cho nên nó lệch qua bên thì ánh sáng nó có thể thì nó sẽ chiếu ở bên đây, thì ánh sáng nó sẽ bị cản bởi cái tấm bìa, không có di chuyển qua cái lỗ tròn này ở trên cái bìa này được, nên ta không thể thấy được cái vệt sáng ở trên tường. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận rằng ánh sáng truyền trong không khí theo đường thẳng. Như vậy ở đây chúng ta sẽ trả lời: ta thấy có vệt sáng trên tường khi ba lỗ tròn thẳng hàng nhau, bởi vì ánh sáng truyền theo đường thẳng. Khi mà tấm bìa ở giữa bị lệch sang một bên thì ánh sáng sẽ bị cản bởi tấm bìa, không thể đi qua lỗ tròn trên tấm bìa này, nên ta không thấy cái vệt sáng trên tường. Từ đó ta rút ra kết luận rằng ánh sáng truyền trong không khí theo đường thẳng. Tiếp theo số 4 nhỏ, ánh sáng và bóng của vật. Thí nghiệm chuẩn bị đèn pin, tấm bìa, hộp đựng bút. Thực hiện dùng đèn pin chiếu sáng cái tấm bìa, rồi đặt cái hộp bút vào khoảng giữa cái đèn pin. Khoảng giữa cái đèn pin, đặt hộp bút ở đây, giữa tấm bìa và cái đèn pin, hình 7 nè. Rồi chúng ta di chuyển đèn pin hoặc là hộp bút ra xa và lại gần tấm bìa. Thì các em hãy thảo luận em nhìn thấy gì trên tấm bìa khi mà có cái hộp bút ở giữa cái tấm bìa và đèn pin, vì sao? Hình dạng và kích thước của bóng, thước bóng của hộp bút trên tấm bìa thay đổi như thế nào khi mà chúng ta di chuyển đèn pin hoặc là hộp bút ra xa và lại gần tấm bìa? Rồi em rút ra được kết luận gì về sự thay đổi của bóng khi mà vị trí của vật hoặc là nguồn sáng bị thay đổi? Thì chúng ta thực hiện cái thí nghiệm. Thì sau khi chúng ta thực hiện thí nghiệm thì chúng ta thấy cái bóng của cái hộp bút ở trên tấm bìa. Đây, cái bóng là cái màu đen này nè. Chúng ta dùng cái đèn pin chiếu vào tấm bìa và đặt cái hộp bút vào giữa đèn pin và tấm bìa thì chúng ta sẽ thấy bóng của hộp bút trên tấm bìa. Vì cái hộp bút là cái vật cản cái ánh sáng của đèn pin này, nên tạo thành bóng đen ở trên cái tấm bìa. Rồi khi mà chúng ta di chuyển cái đèn pin hoặc là hộp bút ra xa và lại gần cái tấm bìa thì chúng ta thấy hình dạng kích thước của hộp bút trên tấm bìa có sự thay đổi khi mà di chuyển hộp bút hoặc đèn pin. Nếu mà ở đây thì có sự thay đổi như thế nào thì hình dạng và kích thước bóng của cái hộp này sẽ to hơn khi mà di chuyển cái đèn pin lại gần cái hộp bút, thì sẽ thấy là kích thước bóng của cái hộp bút sẽ to hơn và sẽ nhỏ hơn khi mà chúng ta di chuyển ra xa cái tấm bìa, thì chúng ta sẽ thấy cái bóng hộp bút nhỏ hơn nếu mà chúng ta di chuyển cái tấm đèn pin thì ra xa. Rồi từ cái thí nghiệm trên thì chúng ta rút ra được sự kết luận là bóng của vật cản ánh sáng có hình dạng tương tự với vật, có thể lớn hơn hoặc là nhỏ hơn vật. Kích thước bóng của vật cản sẽ phụ thuộc vào vị trí của vật hoặc là nguồn sáng. Như vậy, sau khi thực hiện thí nghiệm, em nhận thấy bóng của hộp bút trên tấm bìa. Vì hộp bút là vật cản sáng nên tạo thành bóng đen trên tấm bìa. Hình dạng và kích thước bóng của hộp bút trên tấm bìa
có sự thay đổi khi di chuyển đèn pin. Hình dạng và kích thước bóng của hộp bút sẽ to hơn khi di chuyển đèn pin lại gần tấm bè và nhỏ hơn khi di chuyển ra xa tấm bè. Từ thí nghiệm trên, em rút ra kết luận bóng của vật cản ánh sáng có hình dạng tương tự với vật, có thể lớn hơn hoặc là nhỏ hơn vật. Kích thước bóng của vật cản sẽ phụ thuộc vào vị trí của vật hoặc là nguồn sáng. Tiếp theo luyện tập đố em xác định hướng chiếu của mặt trời đến cái cây trong hình 8A 8B. Để tránh nắng, em chọn đứng ở vị trí nào? Các em quan sát hình 8A 8B. Chúng ta xác định hướng chiếu của mặt trời. Thì hình 8A, các em nhớ ở đây, thân cây là vật cản ánh sáng nên ánh sáng mặt trời chiếu xuống đến cây sẽ tạo thành bóng của cây ở trên mặt đất. Thì ở hình 8A, hướng chiếu của mặt trời đó là, các em thấy là cái bóng của cái cây này nó nằm ở phía trước. Như vậy hướng chiếu của mặt trời ở trong hình 8A thì mặt trời ở phía nào? Mặt trời sẽ ở phía sau, ở phía sau thân cây. Còn hình 8B thì mặt trời sẽ ở phía trên thân cây nên sẽ chiếu xuống và chúng ta thấy bóng của cây nằm ở ngay giữa nè. Như vậy ở hình 8B thì mặt trời sẽ ở phía trên thân cây. Còn hình 8A thì mặt trời sẽ ở phía sau cái thân cây này. Thì để tránh ánh nắng thì chúng ta sẽ chọn đứng ở đâu? Chúng ta sẽ chọn đứng ở trong vùng bóng, ở trong cái vùng bóng của cái cây này. Đây, ở 8A thì các em sẽ đứng đây, và hình 8B các em sẽ đứng dưới gốc cây. Như vậy, thân cây là vật cản ánh sáng nên ánh sáng mặt trời sẽ chiếu xuống đến cây sẽ tạo thành bóng của cây trên mặt đất. Hướng chiếu của mặt trời trong các hình 8A, mặt trời ở phía sau thân cây, 8B mặt trời ở phía trên thân cây. Để tránh nắng thì chúng ta sẽ chọn đứng ở trong vùng bóng của cây. Tiếp theo, vận dụng trò chơi tạo bóng bằng tay. Dùng hai bàn tay tạo bóng trên tường như các hình 8A, 8B và 8C và đoán đó là con vật gì. Thì chúng ta thấy hình A ở đây, cái bóng sẽ tạo trên tường là hình một con chim nè, rồi hình B là một con chó sói nè, hình C là một con chó nè. Ghi nhớ, trong không khí ánh sáng truyền theo đường thẳng, ánh sáng chiếu vào một vật cản ánh sáng sẽ tạo ra bóng ở phía sau vật đó. Bóng của vật cản ánh sáng có hình dạng tương tự với vật và có thể lớn hoặc nhỏ hơn vật. Kích thước bóng của vật thay đổi khi vị trí của vật hoặc là của nguồn sáng thay đổi. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn khoa học lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Lim để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.